Buổi sáng thứ hai đầu tuần ngày 30 tháng 8, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Video này Khang Minh khui và test âm cặp MB215 cập nhật về dạo vừa rồi, trao trả bác khách trong phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, bác Xuân Thái. Ngày hôm qua chủ nhật thì bác mua sắm ủng hộ cặp loa này, một trong những cái phân khúc model full đơn bát 40 giá bình dân. Loa đẹp xuất sắc và thơm lừng luôn. Khang Minh dán tem đóng gói lên được. Qua video thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Thái đã ủng hộ sản phẩm. Và hàng hóa thì Khang Minh vẫn cứ gửi được bình thường qua bên bưu cục Nhất Tín, nhưng mà mọi người sẽ nhận hàng rất là lâu nhá, nhất là các bác quý anh em trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế gì anh? Rồi, Khang Minh có chút việc người nhà. Thì đang nói tới cái đoạn mà các bác quý anh em sẽ nhận hàng lâu. Nói chung là mọi người trong Sài Gòn sẽ nhận được hàng rất là lâu đấy, bởi vì ở bưu cục người ta vẫn vận chuyển bình thường, tuy nhiên là họ sẽ giao hàng, trao trả các bác và quý anh em ở những cái thời điểm mà được cho phép, chứ không phải là lúc nào người ta cũng giao hàng bình thường thời gian như trước kia. Ví dụ như bình thường thì mọi người sẽ nhận được hàng sau 6 đến 7 ngày, nhưng mà bây giờ phải mười mấy ngày là ít. Đó, để Khang Minh kết nối rắc và test, dán tem đóng gói lên đường. Các bác quý anh em xem trên kênh Khang Minh thì sẽ xem được những cái hình ảnh từ đầu tới cuối mà Khang Minh làm, cho tới khi hàng lên đường, bưu cục vào nhận thì thôi. Tiến cho dây ra đi. Cái loa nó cân cân nhau Tiến ơi. Cho thẳng nhau đi. Hôm qua trùng nô không? Thank you.
Yến ơi, dán tem đi. Còn cái liên ấy, mình cầm cái liên chưa?
đi nhá.